Khang Nguyễn, phiên dịch viên. Xin kính chào các bạn. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời cuối tháng 8 và tôi đang có mặt ở đây trong khán phòng này, thật ra là trong cabin này đúng không? Nói theo một cuốn sách là người ở trong chiếc hộp, trong cái khung đó nhưng mà suy nghĩ phải ngoài khung, phải không? Hôm nay tôi đang dịch cho một cái đề tài rất là thú vị, đó là đây, xin mời các bạn xem. Đó là tọa đàm trao đổi về lộ trình chuyển dịch năng lượng hướng tới 100% năng lượng tái tạo và net zero của Việt Nam. Tiếng Anh nó là Energy Transition Pathway Towards 100% Renewable Energy and Net Zero Target for Vietnam, là do ba tổ chức rất là lớn ở trên đó, thấy các bạn thấy WWF, con gấu panda đó. Sẽ có rất nhiều chuyên gia và hôm qua đã là một cái buổi hội thảo rất là sôi nổi và rất là nhiều ý kiến và rất là nhiều cái input hay mà phiên dịch viên Khang Nguyễn vừa dịch vừa cảm thấy rất thú vị các bạn. Do đó tôi rất cảm ơn khách hàng, cũng cảm ơn các chuyên gia đã nói chuyện cùng với tôi trước buổi họp, trong buổi họp và sau buổi họp để tôi hiểu thêm về đề tài và từ đó mình sẽ hiểu biết thêm để dịch cho nó tốt. Hôm nay là một buổi khá là nặng đó, nội dung rất là nặng và discussion nó đi vào chi tiết rất là nhiều, lát nữa tôi sẽ nói thêm. Và như bình thường thì chúng tôi vẫn vào đây vị trí của cabin phiên dịch. Cabin phiên dịch chúng tôi sẽ cộng hai người để thay phiên nhau làm cho nó tốt. Mọi người hỏi là vì sao cần hai người? Thôi các bạn cứ tưởng tượng mà thôi. Lấy cuốn sách bình thường ra thôi, đọc 3 tiếng đồng hồ, đọc lớn tiếng lên. Các bạn đọc nổi không? Chắc là không, mà đó chỉ là đọc thôi nha. Còn đây là phải vừa nghe, vừa suy nghĩ, vừa nói ra. Thì làm sao mà thể lực mình đủ được? Tôi biết là nhiều người có thể làm được, tuy nhiên làm một lần rồi thôi, nghỉ. Đó, chúng tôi là làm thường xuyên liên tục nó mới giỏi được, nó mới gọi là lưu loát được. Cho đó thì không thể nào một người làm hết được và phải có hai người phải thay phiên nhau nhé. Và hai người đều phải đọc tài liệu như nhau. Đây các bạn vừa xem đó là hồi nãy là những cái máy móc thiết bị mà để làm bữa nay có livestream, có Zoom online offline, chúng ta gọi là hội thảo hybrid. Đây là cabin hai chỗ ngồi ha. Trong đây tới ba cái máy tính, là tại sao vậy? Đây là một cái máy của đồng nghiệp của tôi là anh Thanh, một cái máy để lên Zoom, một cái máy của tôi nha. Đương nhiên cái cà phê với nước thì thôi mình kho bàn tới. Bên đây là cái dàn âm thanh và thiết bị dùng để online. Và nếu các bạn để ý lên đây ha, lên đây thì ở trên kia nó cũng sẽ có rất là nhiều thiết bị chứ không phải là đơn giản như thế đâu, mà nó nằm đâu đó ở bên phần kỹ thuật rồi nha, mình không thấy. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Trong lúc diễn giả đang say sưa nói trên kia thì mọi người nghe lắng nghe, và dưới đây thì kỹ thuật đang xử lý công việc của mình ở trên Zoom. Và các bạn thấy nó rất là nhiều thứ ha, và dĩ nhiên không thể thiếu được là bên cabin bên kia thì có người đang ngồi, và hồi nãy là tôi đang ngồi. Presentation will be delivered by Mr. Stuart Tancraft, IES. He will be presenting about the report results of the 100% RE in 2050. The floor is yours now.